479, chuyện cây bồ đề và thánh đế Kalinga, tiền thân Kalinga Bodhi, Kalinga thánh đế chuyển luân dương. Chuyện này bậc đạo sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên về việc tôn giả A Nan cứ hành lễ cúng dường cây bồ đề. Trong lúc Đức Như Lai đi du hành vì mục đích thâu nhận những người đủ cơ duyên để thọ giới, dân chúng thành xá vệ tiến đến Kỳ Viên, tay cầm đầy vòng hoa thơm ngát, thấy không có nơi nào khác để tỏ lòng ngưỡng mộ sùng kính, liền đặt hoa bên cổng vào hương phòng của Đức Phật rồi ra đi. Việc này đã gây được niềm hoan hỷ rất lớn. Song trưởng giả Cấp Cô Độc nghe được chuyện ấy, khi Đức Như Lai trở về, vị trưởng giả liền đến thăm tôn giả A Nan và nói với ngài: "Thưa tôn giả, tinh xá này không được cúng dường trong lúc Đức Như Lai du quá, và không có nơi nào cho dân chúng dâng hoa thơm để tỏ lòng sùng bái. Xin tôn giả từ bi thưa với Đức Như Lai về vấn đề này, để ngài cho biết xem có thể tìm được nơi nào dùng vào mục đích này chăng?" Vị tôn giả kia sẵn sàng làm theo, liền thưa Đức Phật: "Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu loại bảo pháp?" "Này A Nan, có 3 loại." "Bạch Thế Tôn, đó là các loại nào?" "Bảo tháp thờ kim thân, bảo tháp thờ các vật thường dùng hay mang trên người, và bảo tháp thờ các kỹ vật, ảnh tượng." "Trong lúc Thế Tôn còn tại thế, có thể xây một bảo tháp được chăng?" "Không được, này A Nan, không thể xây một bảo tháp thờ kim thân. Loại tháp đó chỉ được xây khi nào một Đức Phật diệt độ, đắc niết bàn vô dư y. Một bảo tháp thờ kỹ vật cũng không đúng đâu, vì mối liên hệ chỉ tùy thuộc vào tâm tưởng mà thôi. Còn cái đại bồ đề đã được chư Phật sử dụng nên rất đáng làm nơi chiêm bái, dù chư Phật còn tại thế hay diệt độ." "Bạch Thế Tôn, trong thời gian Thế Tôn du quá xa xôi, ngôi đại tinh xá Kỳ Viên này không có nơi nương tựa, và dân chúng không có nơi nào để có thể tỏ bày lòng quy ngưỡng. Xin Thế Tôn cho phép con trồng một hạt giống từ cây đại bồ đề ở bồ đề đạo tràng ngay trước cổng tinh xá này được chăng?" "Dĩ nhiên nên làm như vậy lắm, này A Nan, và đó cũng sẽ là một nơi an trú cho ta như trước kia." Tôn giả này nói lại chuyện ấy với trưởng giả Cấp Cô Độc, bà Visakha và vua Pasenina. Sau đó tại cổng tinh xá Kỳ Viên, tôn giả đào một lỗ để trồng cái bồ đề và nói với đại trưởng lão Mục Kiền Liên: "Tiểu đệ muốn trồng một cây bồ đề trước tinh xá Kỳ Viên, xin tôn huynh kiếm cho tiểu đệ một quả bồ đề có được chăng?" Vị trưởng lão kia rất sẵn sàng đồng ý, liền bay qua không gian đến tận vùng đất có cây bồ đề ấy. Ngài lấy đặt dưới tấm y một quả bồ đề đang rụng ra khỏi thân cây nhưng không rớt xuống đất, và mang nó về giao cho tôn giả A Nan. Vị tôn giả này báo tin cho vua xứ Kosala biết là mình sắp trồng cây bồ đề. Vì thế buổi chiều vua đến cùng một đám tùy tùng đông đảo. Sau đó ông Cấp Cô Độc và bà Visakha cũng đến cùng một đám người mộ đạo nữa. Ở chỗ cây bồ đề sắp được trồng, tôn giả A Nan đặt một chiếc bình vàng, dưới đáy có lỗ, đựng đầy đất tẩm nước hương thơm ngát. Tôn giả bảo: "Tâu đại dương, xin hãy trồng hạt giống bồ đề này." Và tôn giả trao hạt ấy cho vua. Song vua nghĩ rằng vương quốc này không ở trong tay mình mãi được, nên để cho ông Cấp Cô Độc trồng, liền giao hạt giống cho vị trưởng giả đại phú kia. Sau đó ông Cấp Cô Độc xới đất thơm lên và thả hạt giống vào. Vừa lúc hạt giống rơi ra khỏi tay vị ấy, ngay trước mắt mọi người giọt lên một cây bồ đề con to cỡ bằng đầu lưỡi cày, cao chừng 50 cubit, một cubit bằng 45 cm. Tứ phía nảy ra 5 cành lớn dài 50 cubit như thân cây ấy. Cây đứng sừng sững như thế quả là một chúa tể rừng xanh, một phép lạ hy hữu thần kỳ. Vua tứ quanh thân cây những bình bằng vàng, bằng bạc, tất cả 800 bình đựng đầy nước tỏa hương thơm ngát, tươi đẹp với vô số hoa sen xanh. Bao giờ cũng vậy, vua ra lệnh đặt một dải dài bình bát đựng đầy thực phẩm và một sàn tọa làm bằng 7 báu vật có lớp nhũ vàng rẫy lên, rồi dựng một bức tường bao quanh vùng ấy, lại xây một nhà canh cổng làm bằng 7 báu vật. Vua bày tỏ lòng sùng kính đặc biệt trọng thể như vậy đối với cây bồ đề.
Trưởng lão A Nan đến gần Đức Như Lai và thưa với ngài: Bạch Đức Thế Tôn, vì lợi lạc của chúng sinh, xin Thế Tôn thì hiện ngay dưới cây bồ đề con vừa mới trồng này sự chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác mà Thế Tôn đã thành tựu dưới gốc cây bồ đề trước kia. Này A Nan, ông nói gì thế? Không có nơi nào khác có thể chịu đựng nổi sức mạnh của ta nếu ta ngồi nơi đó để chứng đắc quả gì mà ta đã chứng đắc trong khu vực có cây đại bồ đề trước kia cả đâu. Tôn giả A Nan lại nói: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì lợi lạc của chúng sinh mà dùng cái bồ đề này làm nơi nhập đại định. Bao lâu mặt đất chốn này đủ sức chịu đựng sức mạnh của Thế Tôn? Bậc đạo sư liền sử dụng nơi mới trồng cái bồ đề ấy để nhập đại định suốt một đêm. Tôn giả A Nan liền thông báo với vua và mọi người khác, rồi gọi nó bằng tên Hội Bồ Đề. Và cây này do Tôn giả A Nan trồng nên được đặt tên là cây bồ đề của A Nan. Vào thời ấy, tăng chúng bắt đầu đối đến việc trên tại chánh pháp đường. Này hiền hữu, ngay khi Đức Như Lai còn tại thế, Tôn giả A Nan đã xin trồng một cây bồ đề và cử hành đại lễ cúng dường cây ấy. Quy lực của tôn giả thật cao cả thay. Bậc đạo sư đi vào hỏi tăng chúng đang bàn luận điều gì. Các vị thưa với ngài, ngài bảo: Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên A Nan hướng dẫn hội chúng loài người trên khắp bốn châu thế giới cùng các đám tùy tùng đông đảo mang đến vô số dòng hoa thơm và mở hội bồ đề trong vùng đạo tràng quanh cây bồ đề kia đâu. Nói xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ trong vương quốc Kalinga tại kinh thành Datapura, có một vị vua mệnh danh là Kalinga cai trị. Vua có hai dương tử tên là Maha Kalinga và Kunla Kalinga. Thời ấy các nhà tiên tri đã đoán rằng vị thái tử sẽ cai trị sau khi vua cha băng hà, còn vị dương đệ sẽ trở thành nhà tu khổ hạnh, sống đời khất sĩ. Tuy thế, con trai vị sau này sẽ làm một đấng chuyển luân thánh vương, Raja Kakavati, vị vua ngự trị toàn cầu bằng chánh pháp. Thời gian trôi qua, và khi vua cha băng hà, thái tử lên ngôi báo, còn tiểu đệ làm phó vương. Vị dương đệ cứ nghĩ rằng con trai mình sau này sẽ là một chuyển luân vương, nên sinh lòng kiêu mạn về cớ đó. Vua không chịu được chuyện này, liền ra lệnh cho một vị sứ thần truy bắt phó vương Kalinga. Vị sứ giả kia đi đến bảo: Tâu điện hạ, đại vương muốn sai bắt ngài, vậy ngài hãy lo cứu mạng mình. Dương tử này liền chỉ cho vị sứ thần được giao trọng trách này thấy chiếc nhẫn có dấu hiệu riêng của mình, một tấm thảm thật đẹp và một cây kiếm, có ba bảo vật tất cả. Rồi dương đệ bảo: Khanh phải nhận được dương nhi ta nhờ những tín vật này và phò dương nhi lên ngôi báo. Cùng với những lời dặn dò này, dương tử vội trốn vào rừng. Tại đó chàng dựng một am thất ở một nơi đẹp vừa ý và sống như người tu khổ hạnh trên một bờ sông. Lúc bấy giờ trong vương quốc Mada ở kinh thành Sagala, vua Mada vừa hạ sinh một công chúa. Về phần công chúa này cũng như dương tử kia, các nhà tiên tri đoán rằng nàng sẽ phải làm nhà tu khổ hạnh, song con trai nàng lại sẽ thành một chuyển luân vương. Các vị vua ở Diêm Phù Đề, Ấn Độ nghe tin ấy liền đọc một lúc đến bao vây kinh thành. Vua nghĩ thầm: Này ta gả con gái ta cho một quốc vương nào thì các vị vua kia sẽ nổi giận, vậy ta phải cố gắng cứu mạng con gái ta. Vì thế vua cùng hoàng hậu và công chúa cải trang trốn vào rừng, và sau khi dựng một am thất hơi xa bờ sông phía trên thảo am của dương tử Kalinga, họ cùng sống tại đó như người tu khổ hạnh, ăn toàn những thứ cây trái lượm hái được. Hai vị cha mẹ muốn con gái được an ổn nên để nàng ở lại trong am rồi đi ra hái trái rừng. Trong lúc hai vị đi vắng, nàng lượm đủ các loại hoa kết thành vòng hoa. Bấy giờ trên bờ sông Hằng có một cây xoài nở hoa đẹp tạo thành một cái thang thiên nhiên. Nàng trèo lên đó đùa chơi và tìm cách thả vòng hoa xuống nước. Một ngày kia, dương tử Kalinga vừa bước ra khỏi nước sau khi tắm thì vòng hoa nọ vướng lên tóc chàng. Chàng nhìn qua và bảo: Một nữ nhân nào đã kết hoa này?
song đó không phải là một người đàn bà trưởng thành, mà là một cô gái còn thơ dại. Ta phải đi kiếm nàng mới được. Thế là chàng đâm ra si tình, đi lên phía thượng lưu sông Hằng, cho đến khi chàng nghe nàng ca hát bằng một giọng ngọt ngào trong lúc ngồi trên cây xoài. Chàng đến gần gốc cây, vừa thấy nàng liền bảo: "Này gia nhân, nàng là loài gì thế?" "Thưa công tử, thiếp là người," nàng đáp. "Thế thì hãy xuống đi." Chàng bảo: "Thưa công tử, không được, vì thiếp thuộc dòng dõi Sát Đế Lỵ." "Thưa công nương, ta cũng vậy, xin nàng bước xuống." "Thưa công tử, không được, thiếp không xuống được đâu. Lời nói không làm nên một Sát Đế Lỵ. Nếu quả thật ngài là một vị Sát Đế Lỵ, xin hãy kể cho thiếp nghe những điều bí mật của nghi lễ truyền thống kia." Sau đó hai người nói cho nhau nghe những điều bí mật truyền kỳ trong dòng họ. Rồi công chúa bước xuống và hai bên kết giao với nhau. Khi cha mẹ nàng trở về, nàng kể cho hai vị nghe chuyện dương tử của vua Kalinga, vì sao chàng vào rừng, với đầy đủ mọi chi tiết. Hai vị bằng lòng đem gả nàng cho chàng. Trong thời gian sống chung, sắc cầm hòa hợp, công chúa thụ thai. Và sau 10 tháng, hạ sinh một nam tử đầy đủ tướng mạo tốt lành, phước đức, và đặt tên là Kalinga. Cậu trai lớn lên, học tập đủ mọi nghệ thuật, tài năng từ thân sinh và tổ phụ chàng. Về sau, cha chàng nhìn theo cách kết hợp của các ngôi sao và biết được Dương Huynh đã băng hà. Vì thế, ông gọi con trai vào và bảo: "Này con không nên phí cuộc đời trong rừng già buồn tẻ, vì Dương Huynh ta, đại dương Kalinga ấy, đã qua đời. Vậy con phải về Dantapura và kế vị dương quyền của dòng họ ta." Sau đó, người cha trao cho con các vật mang theo mình: chiếc nhẫn có tín hiệu, tấm thảm và thanh kiếm, rồi bảo: "Này con, trong kinh thành Dantapura, ở phía kia có một vị đại thần vốn là bề tôi thân tín của cha. Con hãy đến nhà vị ấy, đi thẳng vào phòng riêng, đưa cho ông thấy ba vật này, rồi nói cho ông biết con là con của ta. Ông sẽ đưa con lên ngai vàng." Chàng trai giả từ cha mẹ và ông bà, và nhờ thần lực công đức của chàng, chàng bay qua không gian, xuống nhà vị đại thần nọ, đi thẳng vào phòng riêng của vị ấy. "Công tử là ai?" vị quan hỏi. Chàng đáp: "Ta là con trai của tiểu vương Kalinga." Rồi chàng rút ba tín vật ấy ra. Vị quan liền báo tin cho cả hoàng cung. Các triều thần liền trang hoàng kinh thành và dương chiếc lọng hoàng gia lên đầu chàng. Sau đó, vị tế sư của triều đình tên là Kalinga Bharavaja dạy chàng 10 pháp mà một chuyển luân thánh dương phải thành tựu, và chàng học tất cả 10 phần sự ấy. Thế rồi vào một ngày rằm, tức ngày trai giới, từ Kakadaha xuất hiện cho vua bánh xe báo Bảo Luân. Từ dòng họ Ubosatha xuất hiện voi báo. Từ giống quý tộc Valaha xuất hiện ngựa báo. Từ Vebula xuất hiện bảo châu. Kế là nữ dương báo cùng đám tùy tùng thị nữ và dương tử báo dần dần xuất hiện. Sau đó, vua thống trị toàn cõi địa cầu. Một ngày kia, được đám tùy tùng hộ tống suốt 36 dặm đường, ngựa trên bảo tượng toàn trắng, cao như đỉnh núi Kailasa. Trong cảnh uy nghi lộng lẫy, ngài trở về thăm sông thân chốn cũ. Nhưng khi muốn vượt qua vùng đất quanh cây Đại Bồ Đề, bảo tọa vinh quang của chư Phật, nơi đã trở thành trung tâm điểm của vũ trụ, thì voi báo không thể nào qua được. Vua cứ thúc voi mãi, sông voi vẫn không thể nào vượt qua. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm dần kệ đọc: "Kha Linh Thánh Đế chuyển luân dương, chân chánh ngài cai trị cõi trần. Một thuở đến Bồ Đề Đại Thọ, trên mình voi báo đại quay thần." Do đó, vị tế sư của triều đình cùng du hành với vua thầm nghĩ: "Trên không gian chẳng có gì cản trở cả, tại sao đức vua không dục voi qua được? Ta muốn đến xem sao." Từ trên không hạ xuống, vị này chiêm ngưỡng bảo tọa vinh quang của chư Phật và khu quanh cây Đại Bồ Đề. Thời ấy tư truyền rằng, trong khoảng chừng một dặm vuông ấy không bao giờ có một ngọn cỏ mọc, dù chỉ bằng một sợi lông nhỏ. Mặt đất như thể cát mịn, bốn bề là thảo mộc. Các đằng và đại thọ chẳng khác nào chúa tể sơn lâm, sừng sững như đang chiêm ngưỡng, đầu quay mặt về hướng bảo tọa Bồ Đề.
Khi vị Bà La Môn Tế Sư quan sát chỗ này, lại suy nghĩ: đây là nơi chư Phật đã đoạn tận mọi dục tham của trần thế, nên không ai có thể vượt qua được, dù cho đó chính là Sakha, Đế Thích Thiên Chủ đi nữa. Và tiến về phía Đức Vua, vị Tế Sư tâu với Ngài các đặc tính của địa phận quanh cây Bồ Đề, cùng thỉnh cầu Thánh Vương ngự xuống voi. Để giải thích vấn đề này, bậc đạo sư căm các dần kệ sau: vị Tế Sư tâu với Thánh Vương, làm con nhà khổ hạnh hiền nhân, khi Ngài chuyển dần xa luân báo, đảnh lễ Ngài xong hướng dẫn đường. Đây các thi dân dẫn tán dương, xin Ngài ngự xuống tấu hùng dương. Nơi đây chư Phật Đà Vô Thượng, chánh giác viên thành tỏa ánh quang. Tương truyền rằng ở chốn phàm trần, đây chính là linh địa thánh thần, thảo mộc các đằng cùng đại thọ đứng quanh trong dáng điệu tôn sùng. Xuống đây xin đảnh lễ trang nghiêm, vì đến miền xa tận hải biên, trên đại địa cầu nuôi vạn vật, nơi này là đất thánh thiêng liêng. Đại dương đầy đủ mọi loài voi, thuần chủng nhờ cha mẹ tốt đôi. Người giá đến đây voi vẫn muốn, song không thể tiến bước gần nơi. Ngự trên mình bảo tượng thuần nòi, thánh ý tùy nghi cứ thúc voi, song chẳng cách nào voi bước nữa, đến đây voi phải đứng yên thôi. Vua nghe lời nói vị tiên tri, vừa phán truyền cho bảo tượng đi, vừa thúc kệ sâu vào bảo tượng: nếu vậy ta sẽ thấy liền khi. Bị thúc, voi kêu thét tựa kèn, như cò lanh lảnh hạt giang rền, chuyển trung liền ngã vì hùng lực, đè nặng sườn không thể đứng lên. Vì bị Đức Vua thúc mãi, voi không thể nào chịu được cơn đau đớn, nên phải chết ngay. Song Đức Vua không biết là voi đã chết, cứ điềm nhiên ngự trên lưng voi. Một lát sau, Tế Sư Kalinga Bharadvaja nói: tâu Thánh Thượng, Vương Tượng đã chết rồi, xin Thánh Thượng ngự qua voi khác. Bậc Đạo Sư ngâm dần kệ thứ 10 để giải thích việc này. Quốc Sư lo sợ lúc nhìn voi đã chết, lòng kinh động thốt lời: xin tìm voi khác tâu Hoàng Thượng, bảo tượng ngày nay bỏ mạng rồi. Nhờ công đức và thần lực của vị Thánh Vương, một con voi khác thuộc chủng loại Ubosatha xuất hiện trước Đức Vua và đưa lưng ra mời. Vua ngự trên lưng nó. Lúc ấy thi thể Vương Tượng kia liền ngã xuống đất. Bậc Đại Sư ngâm dần kệ để giải thích việc này. Vua Hải Kinh nghe tấu việc này, cự lên voi khác bỗng liền ngay, thi hài bảo tượng kia nhào xuống. Lời thật tiên tri đã hiển bày. Lập tức vua ngự xuống từ trên không gian và chiêm ngưỡng vùng đất quanh cây Bồ Đề. Trước việc thần kỳ kia vừa thị hiện xong, Đức Vua tán thán vị Tế Sư Bharadvaja qua dần kệ: thế này với vị Tế Sư mình, Đại Đế Kha Linh Bảo thực tình, mọi việc khanh am tường thấu suốt, hiền khanh thấy tất cả duyên sinh. Bây giờ vị Bà La Môn kia không muốn nhận lời tán thán trên, mà vẫn giữ vững nguyên vị trí khiêm tốn của mình. Ông tán thán công đức chư Phật và ca tụng các ngài hết lời. Bậc Đạo Sư lại ngâm kệ để giải thích vấn đề. Quốc Sư từ chối sự tuyên dương và tấu như vậy với Thánh Vương: thần chỉ biết điềm cùng tướng triệu, còn chư Phật giác ngộ hoàn toàn, Phật Đà tri kiến đạt toàn chân, điềm triệu các ngài chẳng chú tâm, chư Phật toàn tri nhờ tuệ quán, thần là học giả chẳng quyên tâm. Vua nghe nói về công đức của chư Phật nên lòng đầy hoan hỷ, liền ban lệnh cho mọi người trần thế đem thật nhiều vòng hoa thơm đến cúng dường dùng đất quanh linh thọ Bồ Đề suốt 7 ngày đêm liền. Bậc Đạo Sư căm đôi dần kệ để giải thích việc này. Thánh thọ Bồ Đề Chúa cúng dường với bao âm nhạc thật du dương, các vòng hoa đẹp thơm ngào ngạt, Ngài lại xây quanh một bức tượng. Thế rồi Thánh Đế ngự ra về, mang đến hoa đầy 6 vạn xe, làm lễ cúng dường vì Đại Đế Kha Linh sùng Thánh Địa Bồ Đề. Sau khi đã làm lễ cúng dường trọng thể Đại Thọ Bồ Đề dưới trên, Đức Vua thăm song thân, rồi rước hai vị về thành Dantabura sống cùng Ngài. Tại đấy Ngài chuyên bố thí và làm các phần sự khác, cho đến khi mạng chung, Ngài được tái sinh vào cõi trời 33. Sau khi chấm dứt pháp thoại trên, Bậc Đạo Sư bảo: này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên A Nan làm lễ cúng dường cây Bồ Đề,
mà ngày xưa cũng vậy. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, A Nan là vua Kalinga, và ta chính là vị quốc sư Kalinga Bharadvaja.